Câu chuyện hoa hồng, Diệp Mai lại u mê trong tình yêu. Sau khi trò chuyện thẳng thắn với nhau, Hoàng Trấn Hoa, Đồng Đại Vĩ và quản lý Tô Vạn Thiệt quyết định ở bên nhau. Thấy bạn gái quá hiểu Hoàng Diệp Mai nên Diệp Phi, Hoàng Trấn Hoa đùa rằng mẹ em của anh là con gái, nếu không hai người sẽ mâu thuẫn vì cô. Hoàng Trấn Hoa sau đó lại thắc mắc chẳng lẽ lúc nào cô cũng phân tích anh kỹ càng giống như với Hoàng Diệp Mai. Quản lý Tô lúc này cười đáp cô không thể phân tích anh, cũng không hiểu anh như vậy. Không hiểu mà dám ở bên anh, Hoàng Trấn Hoa hỏi tiếp. Quản lý Tô lại nói quá hiểu rồi thì không thể ở bên nhau nữa. Ở cảnh sau đó, trong lúc Hoàng Diệp Mai hát chúc mừng sinh nhật mình, Phương Hiệp Văn, Lâm Canh Tân không kìm nén nổi cảm xúc, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên má cô. Có lẽ trong lòng Hoàng Diệp Mai cũng có Phương Hiệp Văn, vì thế cô không đẩy anh ra. Sau một cuộc tình thất bại, Hoàng Diệp Mai có vẻ vẫn mù quáng trong tình yêu, đến mức quản lý Tô phải thốt lên. Hoàng Diệp Mai, cô có thể tỉnh táo chút không? Cô cũng đi học vài năm rồi, cũng nên trưởng thành. Tại sao đến tận bây giờ mà cô vẫn vì lựa chọn của đàn ông mà trả giá? Thế nhưng Hoàng Diệp Mai vẫn bất chấp, mê ngộ. Sao cô luôn nghĩ xấu về mọi người? Trong diễn biến tiếp theo, Hoàng Trấn Hoa hỏi han mẹ về vấn đề tình cảm, liệu rằng hai người có tính cách và hoàn cảnh gia đình khác nhau, có thể đến với nhau không? Mẹ Hoàng Trấn Hoa vừa nghe nên hiểu con trai muốn nhắc đến chuyện gì. Bà nên bảo anh, có thể nhưng khó khăn cũng lớn. Mẹ tuy chỉ gặp Tiểu Tô có bất ngờ, nhưng hay nghe em gái con nhắc đến nó cũng hiểu đại khái. Mẹ thấy hai con là hai kiểu người khác nhau. Ý mẹ nói chúng con không thích hợp sao? Hoàng Trấn Hoa hỏi mẹ mình. Hoàng Diệp Mai dẫn quản lý Tô đến nhà mình cho cô quan sát Phương Hiệp Văn để có thể có cái nhìn khác. Ngay khi Hoàng Diệp Mai đang hào hức muốn nghe nhận xét tích cực về Phương Hiệp Văn, quản lý Tô lại nói tôi nghĩ nên đánh giá khách quan về cô thì hơn, được chiều chuộng rồi tới mức không thể tự chăm sóc bản thân. Toàn tâm toàn ý với Phương Hiệp Văn, Hoàng Diệp Mai không ngờ tới một ngày anh ta cả người ướt sũng xuất hiện trước mặt cô. Cuối cùng thoát lên cầu chúng ta chia tay đi. Ở một cảnh khác, quản lý Tô bất ngờ tặng Hoàng Trấn Hoa một bộ đồ ngủ. Những câu nói sau đó của cô dường như ngầm bày tỏ mong muốn tiếp tục mối quan hệ gắn bó lâu dài. Hoàng Diệp Mai và Phương Hiệp Văn cuối cùng vẫn chưa chia tay. Nghe cô hỏi về lý tưởng, Phương Hiệp Văn đáp, anh muốn mở một công ty riêng của mình, anh từng chút một muốn làm nó lớn hơn. Anh cũng muốn phát triển một số sản phẩm mà tất cả mọi người đều có thể sử dụng. Hoàng Diệp Mai rất ủng hộ lý tưởng của Phương Hiệp Văn, thậm chí không ngần ngại đưa tiền để anh ta thực hiện mong ước của mình. Trong khi đó, chuyện tình cảm của anh trai Hoàng Diệp Mai và quản lý Tô có vẻ xảy ra vấn đề. Quản lý Tô đỏ hoe mắt nói với Hoàng Trấn Hoa, em không muốn chia tay vì em thực sự rất thích anh, nhưng đây là mong muốn của em, là lựa chọn của em. Anh cũng có thể có lựa chọn của mình. Ở diễn biến khác, Bành Quốc Đống, bạn trai cũ của Hoàng Diệp Mai có vẻ chưa có tình cảm với cô. Nếu bây giờ tôi đi tìm cô ấy thì cô ấy sẽ thế nào? Anh hỏi quản lý Tô. Tôi không biết, dù sao thì tôi cũng không phải cô ấy. Bành Quốc Đống hỏi tiếp, cô ấy còn hận tôi không? Quản lý Tô trả lời cô ấy chưa từng hận anh, hận chỉ khiến người ta bị vướng mắc, cô ấy không muốn dây dưa với anh.